Video ngày hôm nay mình sẽ nói về một cái vấn đề mà mình nghĩ là cũng rất là nhiều những bạn và những anh chị, đặc biệt là các bạn mà đến từ những thành phố lớn như là Toronto với lại bên Vancouver ấy, mọi người hay thắc mắc là ở Calgary ấy, thì cái thị trường dự án, thị trường pre-construction nó như thế nào. Thì video này mình sẽ tập trung mình nói về dự án pre-construction ở thành phố Calgary nói riêng và ở tỉnh bang Alberta nói chung ha. Thì đầu tiên mình thấy cái thị trường pre-construction ở thành phố Calgary này hay là ở tỉnh bang Alberta này á, nó rất khác so với ở tỉnh bang Ontario với lại tỉnh bang BC. Thì mình thấy hầu hết những cái dự án ở Calgary á, người ta xây rất là nhanh ha. Người ta xây đâu đó tầm 12, 14, 16 tháng là xong rồi. Bởi đơn giản một phần á, là ở Calgary này á, người ta thường người ta không xây những cái dự án mà nó high rise building. High rise là những cái dự án mà tầm hơn 6 tầng trở lên á, mà ở Calgary này á, người ta xây những cái dự án mà nó tầm là 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng. Thì bởi vì cái số unit và cái số tầng nó ít như vậy á, thì cho nên là dự án thường người ta xây rất là nhanh. Vẫn có những dự án ở Calgary người ta xây high rise, đặc biệt là những dự án mà gần vô downtown á, thì những dự án đó có thể là 3 năm, 4 năm mới xong. Nhưng mà hầu hết những dự án mình thấy ở Calgary á, là những dự án low rise là 6 tầng trở lui á, thì người ta xây vỏn vẹn là trong vòng 2 năm mà xong rồi. Thì đó là cái điểm rất là khác biệt, là cái thời gian xây nó thấp. Bởi vậy nó dẫn tới những cái sự khác biệt khác, như là nếu những cái dự án nó xây trong vòng 1 năm xong á, thì các bạn phải chuẩn bị tiền đủ để 1 hoặc là 2 năm xong các bạn phải close rồi, các bạn phải trả tiền để các bạn lấy nhà rồi. Còn nếu mà cái dự án nào mà nó 4 năm xong thì các bạn có nhiều thời gian hơn. Và bởi vì đôi lúc cái thời gian xây nó ngắn quá, có nhiều builder người ta không cho phép các bạn bán lại assignment luôn. Assignment nghĩa là khi mà các bạn mua một cái dự án đó rồi, mua một cái căn hộ trong một cái dự án đó rồi, trước lúc người ta xây xong á, các bạn có dự định là các bạn bán lại cái slot đó, các bạn bán lại cái dự án đó, mặc dù là trước khi người ta xây xong, để các bạn kiếm lời á, thì cái đó người ta gọi là assignment. Thì bởi vì cái thời gian nó ngắn như vậy á, có nhiều builder người ta không cho phép các bạn assignment trước khi các bạn nhận nhà luôn. Tất nhiên là vẫn có builder người ta cho phép các bạn bán lại, nhưng mà có thể là người ta sẽ charge phí nó cao hơn. Nhưng mà nhìn chung các bạn để ý những cái dự án mà nó xây ngắn, ví dụ như 1 năm á, thì các bạn bán lại trong cái thời gian đó nó ngắn quá thì các bạn cũng không có lời được bao nhiêu đâu. Một cái điểm nữa mình thấy tương đối khác biệt giữa cái dự án pre-construction ở Calgary so với những chỗ lớn khác á, là ở Calgary hầu hết những cái dự án pre-construction người ta đều public cho những người dân để người ta biết. Tức là ở Calgary các bạn không cần phải trực tiếp liên lạc với realtor như mình, mà các bạn có thể đi đến trực tiếp tới builder để các bạn deal với builder thẳng luôn. Ở Calgary nó không có cái dạng như là VIP Access rồi Platinum Access rồi Gold Access gì đó. Ở Calgary không, hầu hết là các bạn cứ lên website của builder là các bạn thấy những dự án nào mà builder đang xây luôn, và các bạn hoàn toàn là các bạn có thể liên lạc trực tiếp với builder và các bạn deal trực tiếp với builder luôn. Mình cũng khuyến khích các bạn làm như vậy, tại vì các bạn sẽ chủ động hơn ha. Các bạn không cần, thật sự là các bạn không cần đi qua realtor như mình. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu các bạn cảm giác là các bạn không thoải mái với cái việc deal trực tiếp với builder, và nếu các bạn thực sự là các bạn cần một người local, đặc biệt là nếu các bạn không sống ở đây á, thì các bạn có thể nhờ người realtor. Nhưng mà nhìn chung là tùy thuộc vào các bạn có thể liên lạc trực tiếp với builder cũng được, không nhất thiết phải là thông qua realtor như là tụi mình ha. Thì để mà các bạn kiếm những cái dự án pre-construction ở Calgary á, các bạn cứ lên những cái trang web của những cái người builder lớn ở Calgary. Ở Calgary nhìn chung mình thấy là builder không có nhiều, trên dưới là 10 builder lớn thôi, và người ta rất là uy tín. Nhìn chung theo cảm nhận của mình là vậy. Các bạn lên trang web những builder lớn như là Trayman, Truman, SL Home, Triangle, Rohit, Home by RV và những cái builder khác, trong website của họ người ta sẽ để rất là rõ. Rồi các bạn thích cái dự án nào thì các bạn cứ liên lạc trực tiếp với builder thôi, rất là đơn giản, và mình nghĩ là người ta trả lời rất là nhanh đó. Rồi một cái nữa khi mình muốn nói về những cái dự án là khi các bạn mua một căn nhà bình thường á, khi các bạn mua một căn nhà mà đang có mặt trên thị trường á, thì người ta sẽ định giá, người bán hay là người realtor người ta list cái căn nhà lên, người ta sẽ định giá là ở cái market value hiện tại, ở cái giá trị hiện tại, ở cái thời điểm mà người ta đăng căn nhà lên người ta bán. Còn khi các bạn mua một căn nhà pre-construction, đặc biệt là những căn nhà mà xây tầm 3, 4, 5 năm nữa mới các bạn mới lấy nhà, thì khi mà builder người ta định giá những căn đó là người ta định giá thường là ở tương lai, tức là người ta định giá vào ở cái thời điểm mà 3, 4, 5 năm nữa thì người ta nghĩ là cái căn hộ đó nó được giá trị bao nhiêu thì người ta sẽ định giá. Tức là các bạn đang mua cái giá trị ở cái tương lai, chứ không phải là các bạn đang mua cái giá trị ở thời điểm hiện tại. Bởi vậy thường những cái căn pre-construction mà căn hộ hay là townhouse á, giá nó sẽ cao hơn, và 100% là nó sẽ cao hơn những căn hộ tương tự như vậy ở cái thời điểm hiện tại ha. Cái đó là những căn hộ mà nó xây trong vòng 3, 4, 5 năm nữa. Còn những căn hộ mà, hoặc là những townhouse mà nó xây trong vòng 1 năm xong á, thì những dự án đó mình thấy là người ta đưa giá nó rất là sát với cái giá mà ở thời điểm hiện tại, tại vì cái thời gian build nó không có dài.
Ở Calgary thời điểm hiện tại á, thì các bạn có thể mua nhà new build cũng rất là nhiều. Nhà new build mà nhà single house á, thì các bạn xây trong vòng 14 tháng là xong, thường là cỡ như vậy. Duplex tức là hai căn mà dính với nhau á, thì xây cũng cỡ đó thôi, cũng 12, 14 tới 16 tháng. Townhouse và căn hộ apartment á, thì tùy cái builder và tùy cái dự án thôi. Có dự án nó xây tầm hơn một năm là xong, có dự án khác thì nó xây lâu hơn 3, 4, 5 năm mới xong. Thì mỗi cái dự án nó sẽ khác nhau như vậy. Các bạn cứ chọn dự án nào mà các bạn cảm thấy phù hợp các bạn mua thôi. Còn về cái việc các bạn đóng tiền cho những cái dự án này như thế nào á, thì những cái căn mà nó xây trong vòng 1 năm á, thì thường các bạn phải đóng nhiều hơn. Chẳng hạn như mình mua cái căn mà single home ấy, build trong vòng 1 năm á, thì người ta đòi là 10% trong vòng đâu 14 ngày đầu tiên. Rồi trong vòng 3 tháng tiếp theo thì phải đóng thêm 10% nữa, là tổng cộng là 20%. Rồi khi mà closing á, là khi mà nhận nhà thì đóng cái phần còn lại. Đó là những cái căn mà nó xây trong vòng 1 năm. Hoặc có nhiều builder như là thằng Rohit á, nó rất là dễ. Mặc dù là nó xây trong vòng 1 năm là xong á, nhưng mà chỉ cần đóng 10% thôi trong vòng 10 ngày đầu tiên là xong. Rồi sau đó khi các bạn nhận nhà thì các bạn thanh toán 90% còn lại. Còn những dự án mà nó xây lâu hơn như là 4-5 năm trở lên á, thì thường nó sẽ đòi hỏi các bạn đặt cọc nhiều hơn. Chẳng hạn như là 10% trong vòng 10 ngày đầu tiên, rồi 10% tiếp theo trong vòng 6 tháng tới, rồi có thể là 10% trong vòng 3 năm tới. Rồi khi các bạn nhận nhà thì các bạn closing. Và thường khi các bạn đặt cọc như vậy thì các bạn cũng không cần cái giấy tờ mortgage approval đâu. Đó là một trong những cái điểm mấu chốt mà các bạn có thể dễ dàng là các bạn mua một cái dự án, là các bạn không cần cái tờ giấy mortgage approval. Thường builder nó chỉ cần có cái tiền deposit thôi. Tại vì cũng đơn giản thôi, các bạn có cái tờ giấy mortgage approval ở thời điểm hiện tại, nhưng mà 1 năm sau các bạn cái tờ giấy nó cũng đâu còn ý nghĩa gì đâu, đúng không? Đâu có cái lender nào người ta giữ cái approval của bạn trong vòng 1 năm đâu. Tới lúc các bạn closing, nếu mà các bạn dùng mortgage thì các bạn cũng phải apply lại từ đầu thôi, để người ta check lại income, người ta check lại coi các bạn có nợ nần gì không. Rồi thì đó là một chút về cái thị trường pre-construction cũng như là mortgage ở cái tỉnh bang Alberta, thành phố Calgary. Mình có để ý thì mình biết là cái thằng builder Rohit này nó đang xây hai dự án mà mình thấy là location tốt và giá cả cũng phải chăng. Một cái là ở dưới Seaton ở vùng Southeast, một căn hộ mà một bedroom ở chỉ có 220 thôi. Mình sẽ để cái đường link bên dưới ha. Và một dự án khác của thằng Rohit là nó xây ở cái vùng Southwest, vùng đó gọi là Curry Park, vùng đó chạy vô downtown thì chỉ tầm 10 phút thôi, rất là potential. Thì mình sẽ để đường link của hai dự án ở bên dưới, thì các bạn thích thì các bạn liên lạc mình cũng được, không không thì các bạn cứ liên lạc thẳng với builder cũng được, builder nó sẵn sàng nó làm việc trực tiếp với các bạn luôn ha. Rồi vậy ha, đây là cái video về pre-construction ở thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta. Rồi bye các bạn.